Chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thuốc đông y là gì, gồm những loại nào, khi dùng thì cần lưu ý những gì nhé. Thuốc đông y được bào chế bởi người phương Đông từ thảo mộc như hoa, quả, thân cây, lá, rễ, phơi hoặc sấy khô, bao gồm: một, thuốc bắc, các vị thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc được truyền bá sang Việt Nam và ứng dụng bởi các lương y người Việt từ nhiều đời. Thuốc nam, các vị thuốc Việt Nam được khám phá sử dụng bởi người Việt Nam. Nguyên lý đông y chữa bệnh dựa vào học thuyết âm dương ngũ hành. Khi ngũ hành và âm dương được cân bằng thì cơ thể khỏe mạnh. Việc chữa bệnh là lập lại cân bằng âm dương cho cơ thể. Thuốc đông y khác tây y ở phương thức điều trị. Nguyên tắc dùng thuốc trong đông y là biện chứng luận trị, nghĩa là tùy theo biểu hiện ở người bệnh mà người thầy thuốc sẽ sử dụng các bài thuốc phép chữa khác nhau. Nếu có hàng trăm người cùng mắc một bệnh thì có thể đông y sẽ chữa trị bằng hàng trăm phương thuốc khác nhau. Các loại thuốc thường dùng trong đông y gồm có 5 loại: thuốc thang, thuốc tán, cao, hoàn, đan. Trong đó 4 loại tán, cao, hoàn, đan là thuốc đã được bào chế sẵn. Ngoài ra có loại mang tên là hoàn tán nhưng thực tế được sử dụng như thuốc thang. Thuốc thang là một bài thuốc gồm nhiều vị thuốc đã được sao tầm, chế biến. Khi dùng thì đun với nước để tạo thành thuốc nước, bỏ bã đi và uống khi còn nóng. Thuốc đông y dạng tán là đem vị thuốc nghiền thành bột vị, sau đó trộn với nước mật hoặc hổ viên thành hoàn. Thuốc tán có thể được dùng bằng cách tiêu với nước nóng hoặc đun sắc lên uống, giống như thuốc thang. Thuốc dạng cao, đây là dạng thuốc được sắc lấy nước sau đó cô đặc thành cao. Thuốc cao được chia làm hai loại là dùng ngoài và uống trong. Thuốc hoàn dạng viên, cách bào chế: tán bột mịn sau đó trộn với nước mật hoặc hồ để viên thành hoàn. Thuốc đan đơn, đây là thuốc hoàn hoặc tán nhưng được tinh chế, có thể dùng ngoài hoặc uống trong. Đôi nét về các bài thuốc đông y. Các bài thuốc trong đông y có thể có một hoặc nhiều vị. Hầu hết các bài thuốc từ đông y gồm có 4 phần chính, đó là quân, thần, tá, sứ. Quân là chủ dược, giải quyết bệnh chính, khắc phục nguyên nhân, từ đó cải thiện các triệu chứng của bệnh. Thần là hỗ trợ giúp tăng thêm tác dụng của vị thuốc chính. Tá là tá dược, tăng thêm giải quyết những chứng phụ của bệnh. Sứ có tác dụng như thuốc dẫn hoặc để điều hòa các vị thuốc. Cách phối hợp các vị trong một bài thuốc: phối hợp các vị thuốc để phát huy tốt nhất công dụng của nó. Cách phối ngũ vị thuốc có đặc điểm như sau: phát huy tác dụng bài thuốc, làm giảm hoặc tăng tác dụng của vị thuốc chính, làm giảm độc tính của vị thuốc khác. Dùng thuốc bổ phải có thuốc tả. Ưu điểm khi sử dụng thuốc trong đông y: một, an toàn và lành tính vì thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên như rễ, thân, cành, lá, hoa quả, vân vân. Thuốc đông y được bào chế thủ công thuận theo tự nhiên nên có thể dùng lâu dài, mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững. Đông y chữa gốc bệnh, cải thiện các triệu chứng của bệnh, hiệu quả cao, bền vững, tránh tái phát, ít hoặc không gây ra tác dụng phụ. Uống thuốc đông y thì ít gặp các tác dụng phụ không mong muốn và có hại, không gây ảnh hưởng đến gan, thận, phù hợp để chữa trị các bệnh mãn tính. Nhược điểm của thuốc đông y đó là: một, tác dụng từ từ. Thuốc đông y thường không cho hiệu quả nhanh như tây y,
Người bệnh cần kiên trì sử dụng mới thấy được hiệu quả, ít nhất từ 2 đến 3 tháng. Cách sắc thuốc khá kỳ công, mất thời gian và thuốc cũng có mùi đặc trưng. Những ai chưa quen có thể sẽ khó uống. Nguồn thảo dược chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nguồn thảo dược còn thiếu, phải nhập khẩu, khó kiểm soát. Uống nhiều thuốc đông y có hại không? Nếu sử dụng nhiều, không đúng liều lượng đều có thể gây hại. Thuốc đông y an toàn, lành tính nhưng phải được điều trị đúng thuốc, đúng bệnh. Tuyệt đối không cắt thuốc uống bừa bãi, tự ý sử dụng. Người bệnh phải đi khám bắt mạch cẩn thận, tìm nguyên nhân gây bệnh rồi mới bốc thuốc. Dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của lương y thầy thuốc. Uống thuốc đông y bao lâu thì có tác dụng? Hiệu quả của việc trị bệnh tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng thể trạng của người bệnh và các bệnh lý đi kèm. Vì vậy, thời gian thuốc phát huy hiệu quả mỗi người mỗi khác. Các bài thuốc đông y không mang lại hiệu quả tức thời như thuốc tây. Người bệnh cần kiên trì áp dụng đầy đủ liệu trình, cần tham khảo ý kiến thầy thuốc để được tư vấn kịp thời. Kết hợp dinh dưỡng phù hợp, tăng cường vận động và duy trì lối sống sinh hoạt khoa học. Nếu thuốc đông y, uống thuốc đông y kiêng ăn gì? 1. Không nên sử dụng các bài thuốc đông y cùng lúc với thuốc tây, không cho thêm đường vào thuốc đông y, tránh sử dụng cùng lúc với các loại thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Đối với các vị thuốc giải cảm, kiêng ăn các chất chua mặn vì các chất này có tác dụng thu liễm ngược chiều tác dụng với thuốc. Nếu thuốc có mật ong thì hãy tránh ăn hành, bởi hành là thực phẩm có thể làm mất mùi thơm, vị ngọt của thuốc. Khi sử dụng thuốc thanh nhiệt giải độc, tránh ăn các loại hải sản như cá biển, sò, ngao, cua, nhộng, lòng trắng trứng. Đây là những protein lạ, là các dị nguyên làm tăng nguy cơ dị ứng ở người bệnh. Khi uống thuốc phong thấp, kiêng những thứ chua chát như chuối xanh, sung. Ngoài ra, bạn cũng nên kiêng khem một số thực phẩm tanh, chua, cay, đắng, vân vân, để khi không gây ra phản ứng thuốc và những tác dụng phụ. Uống thuốc chống nôn, nếu đang dùng loại thuốc này, người bệnh không nên ăn những thứ sống, lạnh và tanh. Trong thời gian uống thuốc, cũng không nên uống sữa và nước chè để tránh gây cản trở cho việc hấp thu, ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc. Thời gian uống thuốc đông y như thế nào? 1. Với những người chữa bệnh về thận, dạ dày, đường ruột và những bệnh từ nưng trở xuống, uống thuốc trước bữa ăn 30 đến 60 phút giúp các dược tính hấp thu vào cơ thể nhanh hơn. 2. Với những người muốn bồi bổ sức khỏe thì uống vào buổi sáng sớm, uống thuốc khi chưa ăn gì để tăng hấp thu. 3. Những loại thuốc chữa bệnh ở phía trên như tâm, ngực, phế, dạ dày thì uống sau bữa ăn 30 phút. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là phần trình bày về thuốc đông y và các lưu ý khi sử dụng. Like và subscribe ủng hộ kênh. Chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Xin trân trọng kính chào.